Tuần vòng loại cuối cùng của vòng cổ online 2018 đã kết thúc. Theo đó, cùng với 9 thí sinh của 3 tuần trước, Đặng Thị Thùy Dương, Lê Hòa An và Lê Tuấn Hải là những người góp mặt trong đêm tuyển chọn 2. Hành trình chinh phục danh hiệu quán quân vòng cổ online 2018 chỉ còn vài bước nữa. Cảm xúc của họ giờ đây như thế nào? Nhờ cái vòng cổ online mà Ngọc Trinh và những người yêu thích ca hát được thỏa sức với niềm đam mê của mình. Nhờ chương trình vòng cổ online 2018 mà tôi được gặp gỡ, quen biết và trao đổi với rất nhiều bạn bè có cùng sở thích với tôi. Xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện để chúng tôi có cuộc hội ngộ này. Hãy tiếp tục ủng hộ cho các thí sinh cũng như theo dõi thông tin về cuộc thi vòng cổ online trên fanpage Chuông Vàng Vọng Cổ và website htv.com.vn.